Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh giới thiệu đồ chơi của Toku VN Meta Team. Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau phải không nào? Mình là Leo đây. Vậy là hành trình của Kika Sentai Gen Kaiser đã khép lại và để lại những ấn tượng vui nhộn khó phai trong năm vừa qua. Hôm nay Leo sẽ giới thiệu cho các bạn bộ sản phẩm mang đậm chất series này. Đó chính là Diecast Sentai Gear. Trước tiên là về phần hộp. Hộp có kích thước không quá to, tuy nhiên cân nặng lại vô cùng ấn tượng. Có cảm giác như đang nâng tạ vậy. Mà cũng phải thôi, vì khi mà Leo đem cân thử cũng phải tầm 2,6kg. Phần bì hộp được thiết kế khá đơn giản với nền màu trắng. Chính diện là một bánh răng to lớn được phủ đầy màu sắc. Bên trong là logo của Gen Kaiser và tên của sản phẩm Diecast Sentai Gear. Gói ấn phẩm kỷ niệm 45 tác phẩm Super Sentai. Và giờ các bạn cũng hiểu tại sao cái hộp này nặng là đúng không nào? Mở đôi phần hộp bên trong, chúng ta sẽ thấy được logo của 45 chiến đội từ Go Ranger cho tới Gen Kaiser được khắc họa vô cùng chi tiết. Xoay hộp sang mặt bên, sẽ thấy được toàn bộ Sentai Gear vô cùng đẹp mắt. Bên dưới mỗi Sentai Gear là tên và số thứ tự của chiến đội tương ứng. Các diecast Sentai Gear có hình dáng, kích thước, hình ảnh, số lẫy tương tự như các Sentai Gear đã phát hành trước đó. Điểm khác biệt lớn nhất là chất liệu và màu sắc trên đó. Vành của diecast Sentai Gear được làm bằng hợp kim, nên trọng lượng sẽ nhỉnh hơn lúc trước. Cầm cũng rất đã tay. Màu sắc ở phần vành được sơn vàng gold vô cùng đẹp mắt. Hình ảnh bên trong gear ở cả hai mặt cũng được phủ dày hơn so với trước, phải nói là vô cùng tuyệt vời. Mặc dù có trọng lượng nặng hơn các Sentai Gear trước đó, tuy vậy, các diecast Sentai Gear vẫn có thể chơi cùng với các thiết bị biến hình đã được phát hành mà không gặp quá nhiều trở ngại. Và kế tiếp mình sẽ thử với một Sentai Gear khác, đó chính là Gal Ranger. Nhìn chung, sản phẩm lần này khá là đẹp, dù là để trưng bày hay chơi đều rất tuyệt vời. Tuy nhiên, mình vẫn khuyến khích các bạn nên để trưng bày là chính. Và nếu ai không biết gì về Super Sentai thì nhìn vào sẽ tưởng đây là một sưu tập quy hiệu vậy, nhìn cũng khá là thú vị đó. Cũng chính là vì diecast nên các bạn hạn chế việc lấy gear ra chơi. Bởi nếu không cẩn thận, mồ hôi tay sẽ bám vào đó và làm mất đi màu sơn tuyệt đẹp này. Và một điều nữa là nếu các bạn trưng tủ kính thì hãy thật cẩn thận, bởi hộp này nó rất là nặng đó nha. Và đó là tất cả những gì mà Lê muốn giới thiệu cho tất cả các bạn ở sản phẩm lần này. Nếu các bạn cảm thấy thích thì hãy bấm like và subscribe để tiếp tục ủng hộ cho nhóm nha. Và tạm biệt với Gen Kaiser, sắp tới chúng ta sẽ đến với cuộc phiêu lưu của Avatar Sentai Dawn Brother. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.